cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc. Báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu cần xa. Anh, cha, bác, cậu, ông nội, ông ngoại, ông cố của chúng tôi là cụ ông Phan Như Toản, pháp danh Tâm Huân, bí danh Võ Vân Kỳ. Cựu dân biểu quốc hội lập hiến đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Nguyên Trung ương ủy viên Việt Nam Quốc dân đảng thống nhất. Nguyên Bí thư Thành bộ Việt Nam Quốc dân Đảng Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Việt Nam Quốc dân Đảng thống nhất, Chủ tịch danh dự Việt Nam Quốc dân Đảng thống nhất, nguyên Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ cư sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Thải ngoại. Sinh ngày 4 tháng 9 năm 1920 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam đã tạ thế vào lúc 11 giờ 26 tối ngày 18 tháng 4 năm 2019, hưởng đại thọ 100 tuổi. Linh cử được quàng tại Oak Hill, 300 Quartner Avenue, San Jose, California, 95125. Chương trình tang lễ thứ sáu ngày 3 tháng 5, 10 giờ sáng lễ nhập quan, phát tang và tụng kinh cầu siêu. 12 giờ trưa thọ trai và thăm viếng, 4 giờ chiều cúng cơm, 4 giờ 30 chiều thăm viếng, 5 giờ chiều nghi lễ phủ cờ Việt Nam Quốc dân Đảng, 6 giờ chiều lễ truy điệu. Thứ bảy ngày 4 tháng 5. 9 giờ sáng lễ dân cúng trà, 9 giờ 30 thăm viếng, 11 giờ sáng lễ xếp cờ Việt Nam Quốc dân Đảng. 11 giờ 30 thọ trai, 12 giờ trưa lễ phủ cờ Việt Nam Cộng hòa, 12 giờ 30 lễ truy điệu, 2 giờ chiều lễ cáo bạch di quan, 2 giờ 30 chiều đậy nắp quan và di quan hỏa táng. Tang gia đồng kính báo, trưởng nam Phan Như Nghĩa, vợ và các con, trưởng nữ Phan Lệ Duyên thứ nữ phan lệ hằng chồng và các con thứ nam phan như lạc và vợ thứ nam phan như phước cháu đích tôn phan như huân vợ và các con em bà quả phụ phan như thiệu và các con bà quả phụ phan thị tường vi và các con ông phan như hữu vợ và các con em dâu bà quả phụ phan như ngọc em ông phan như diệp vợ và các con bà phan thị ngọc uyển chồng và các con bà phan thị kim yên chồng và các con cáo phó này thay thế thiệp tang xin miễn phúng điếu việt nam quốc dân đảng thành kính chia buồn cùng gia đình ông phan như nghĩa và tang quyến